Chào các bạn, nhân hôm nay cũng có một bạn lấy cái bình nước năng lượng nên là tôi ra tôi làm clip chia sẻ cho các bạn. Có lẽ đây là cũng là cơ hội cuối cùng, còn là một còn đúng hai bình nữa thôi. Thực ra thì đầu tiên tôi cho cái linh phù này. Thực ra còn thì tôi làm 100 cái linh phù này cơ. Tuy nhiên là còn hai bình vì thực ra tôi bận, tôi không có thời gian để nhập về. Không có thời gian để nhập nên là sau này những cái bạn đại lý bạn làm mà mới nhập hay không thì ấy là do các bạn đi trước chứ tôi thực sự là bận nên là còn một bình không này và một bình của tôi. Tại sao bình của tôi cũng bán này. Tôi sắp chuyển nhà. Lý do đơn giản. Tất nhiên bình của tôi nó đắt gấp đôi nhỉ. Bình này thì một cái bình là 950, linh phù 950 với đá 600, có 250. Tôi chọn đá theo cái ngũ hành chiếu. Nên là các bạn muốn tăng sức khỏe thì các bạn nhanh chóng thì tôi cũng sẽ không nhập nữa. Mất thời gian của tôi nên tôi ngồi đến chọn những viên to to cho các bạn. Những viên to cho vào kim tự tháp nó cũng xấu kim tự tháp ra nên là, nhưng mà viên to cho đây thì nó lại tốt cho các bạn. Nhưng mà tôi nhặt viên to đi cho bạn. Ngay cả cái đại lý tôi cũng chốt lại rồi. Đại lý thường thì đại lý cấp 1 chỉ mất 1.1 tỷ thôi. Còn đại lý VIP có nghĩa là tôi nhượng hết quyền kinh doanh, kể cả nhượng cả khách hàng để tôi tập trung cho viết sách thì cũng chỉ mất gấp 3 lần thôi. Tôi đều công bố công khai trên trang Phong Thủy Chính Tông, các bạn có thể vào các bạn xem. Cho một ít đen sẫm ở bên dưới. Bạn này là cần thủy, tuy nhiên không cần nhiều, nhưng là chỉ cần một nửa đen và một nửa là tóc đen. Tóc đen thì nó có nửa trắng nửa đen, năng lượng vừa phải. Cái này nó bịt rất là kín bằng cao su nên là nước không vào được, trừ khi bạn hay rội nước sôi và thì có thể nó lâu ngày mà nhiều năm thì nó hỏng. Còn các bạn rội nước ấm bình thường này sẽ rất là ok. Đây là cái bình này. Năng lượng màu đen. Năng lượng thì chắc chắn là nó mạnh rồi, tại vì có cái linh phù. Các bạn muốn tăng cường năng lượng, thận thủy các thứ cũng rất là phù hợp.